Các bạn ơi, chiến lợi phẩm của hai cậu cháu là một quả cốm chín bé bé này. Thôi ăn toàn thôi. Chào các bạn nha. Hôm nay mình đi hái khóm nha các bạn. Hôm nay hai cậu cháu nhà xí muội đi hái khóm nha các bạn. Khóm có trồng một hai cây ở ngoài vườn, bây giờ có trái chín rồi, bây giờ hai cậu cháu dẫn nhau đi hái nha. Wow. Wow, tới nơi rồi kìa. Các bạn ơi, cái khóm nhà mình trồng á cho nên là cái trái nó rất là bé nha các bạn. Đây, cái trái này nó chín mà nó ngã ra mấy mương nè. Nó ngã ra mấy mương kìa. Đó, có một bụi khóm. Đúng rồi, hái đi cậu ba. Đợi cậu ba hái khóm nha muội. Wow, khóm nha muội, xách vô nha. Đây, cắt cái cuống luôn, cắt dài dài á. Rồi, đem qua cho muội lấy. Còn trái nào nữa hết ta? Wow, bên đây còn một trái nè các bạn ơi. Đây. Cái này cũng sắp chín nha. Hơi vàng vàng anh nè. Trái này già rồi nè. Già rồi đó. Già rồi, chắc vài bữa nữa chín á. Rồi, được hai trái đây. Giờ đấy nè. Khóm chín cây nhà mới hái. Đây bà muội ơi. Đây, vô. Đây vô thôi. Này. Đi thôi. Vô thôi. Các bạn ơi, chiến lợi phẩm của hai cậu cháu là một quả khóm chín bé bé này. Thôi hai cậu cháu chào tạm biệt các bạn luôn đi. Chào các bạn. Một... Bye bye các bạn. Bye bye các bạn nha. Ồ, thôi, hãy khóm vô ăn luôn. Lấy khóm gọt ăn đi cậu ba. Đi, dẫn muội vô nhà gọt khóm ăn nha. Hai cậu cháu vô nhà gọt khóm ăn nha. Các bạn ơi, đây là trái khóm mình hái sau khi mình gọt xong rồi các bạn. Đây, để làm hai đây. Giờ sẽ ăn thử nha các bạn. Ngọt nha các bạn. Rất là ngọt. Khóm nhà mình trồng mà nó giòn giòn mà nó có giòn. Nó khác khóm mua nha. Rồi nó giòn mà nó ngọt hơn đó các bạn. Bữa giờ nước mặn quá chừng á các bạn. Nước mặn rồi có phèn quá trời cái thành ra khóm này nó ngọt lắm. Mình bữa mình còn ăn trái đó các bạn, mới mình sẽ hái mình ăn tiếp. Mỗi ăn gì mỗi? Kẹo. Ê, ngon vậy. Rồi ba ăn chứ. Thôi ăn thôi, ăn thôi. Video của mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Bye.